Dự báo thời tiết, ngày và đêm ngày 11 tháng 11 năm 2024. Hà Nội. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Phía Tây Bắc Bộ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Có mây, phía bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Riêng vùng ven biển phía nam gió mạnh dần lên cấp 4. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây, phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3 riêng vùng ven biển phía bắc gió mạnh dần lên cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ. Có mây, Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 11 tháng 11 năm 2024.